Lãnh đạo các nước thành viên thuộc Hội đồng An ninh CSTO bao gồm Nga và 5 nước thuộc Liên Xô cũ bắt đầu cuộc họp trực tuyến trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1, để thảo luận về tình hình bạo loạn tại Kazakhstan. Hôm qua, Chủ tịch Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo cuộc họp bất thường giữa các nước Nga, Armenia, Belarus Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến trong ngày 10 tháng 1. Điện Kremlin sau đó cũng xác nhận tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc họp nhằm thảo luận về cuộc bạo loạn tại Kazakhstan và các biện pháp để ổn định tình hình. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã kêu gọi CSTO trợ giúp sau khi các cuộc biểu tình phản đối tăng giá xăng từ đầu năm đã biến thành bạo loạn. Ông tuyên bố Kazakhstan đang bị tấn công bởi những kẻ khủng bố được huấn luyện tại nước ngoài và đang tìm cách làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. CSTO đã đáp ứng yêu cầu của nhà lãnh đạo Kazakhstan khi triển khai hàng trăm lính gìn giữ hòa bình tới từ Nga và các nước thành viên khác. Lực lượng được điều động tới thành phố Almaty, tâm điểm của cuộc bạo loạn để canh gác sân bay và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của thành phố gồm 2 triệu dân. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ các thành phố Zadalzen và Aktau trong những ngày đầu năm 2022 sau khi chính phủ tăng gấp đôi giá xăng dầu, vốn trước đó vẫn được trợ cấp. Cuộc biểu tình nhanh chóng lan sang các thành phố khác và những thành phần quá khích có vũ trang đã tấn công cảnh sát và đột nhập các tòa nhà chính phủ. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 1.000 người đã bị thương trong các vụ bạo loạn. Bộ Nội vụ Kazakhstan thông báo ít nhất 18 sĩ quan cảnh sát và quân nhân đã thiệt mạng với hơn 1.300 người bị thương. Hàng chục phần tử gây rối cũng đã tử vong trong khi hơn 5.000 người bị bắt giữ. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Tokayev tuyên bố sa thải thêm hai quan chức an ninh hàng đầu và khẳng định tình hình đã dần được ổn định khi lực lượng nước ngoài do Nga dẫn đầu đã kiểm soát được các khu vực trọng điểm. Hai quan chức bị cách chức là cấp phó của cựu chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, cựu thủ tướng Karim Masimov. Ông Masimov đã bị bắt trước đó vì tình nghi phản quốc. Sau khi các cuộc biểu tình lan rộng tại quốc gia giàu khoáng sản này, phát ngôn viên tổng thống cũng cho biết ông Tokayev sẽ công bố các thành viên chính phủ mới trong cuộc họp tại quốc hội vào ngày mai 11 tháng 1 và lực lượng CSTO sẽ không ở lại lâu mà chỉ khoảng một tuần. Trong khi đó, thứ trưởng quốc phòng Kazakhstan Sutan Yamaletdinov tuyên bố chiến dịch chống khủng bố sẽ tiếp tục cho đến khi loại bỏ hoàn toàn những kẻ khủng bố.